Lỡ chết rồi không xuống hả? Luca ơi, đi mua xúc xích nè. Đi mua xúc xích đi. Đi mua xúc xích. Chạy tiếp, chạy tiếp. À, chuẩn bị nha. Ờ. Luca đi mua xúc xích nè. Ê, từ từ. Đi mua xúc xích. Đi mua xúc xích, đi mua xúc xích. Ôi, lùng mới chạy nhanh như vậy. Đi mua xúc xích nè. Ok. Ok, đi mua xúc xích nè. Đây, 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 đây nè. Đi nè. Đi nè. Anh nắm ra hồi nó chịu. Rồi đưa nó gặm nó chạy về nè. Vậy luôn á hả? Ừ. Gặm luôn hả? Ừ, gặm nó chạy về. Hai cây sao gặm? Đưa nó gặm cây thôi. Từ từ để hối tiền thôi, mày đưa nó gặm chạy về đó, nó thấy rồi nó lại xuống. Ấy, nó gặm nó chạy về. Dạ. Già xíu, nó già rồi. Đưa nó lên nó gặm chạy về. Mày không nhớ nó không? Nhớ. Nhỏ lớn vậy, già 10 tuổi rồi. Thì mà đưa nó lên nó gặm chạy về đó. Vậy thôi anh lấy tiền đi, cho cho nó chạy về. Ừ, đưa nó gặm đi, đưa nó gặm đi. Nè, đưa nó gặm nè. Xúc xích nè cô ca. Nè, gặm chạy về. Nè, chạy về đi, chạy về, chạy về đi. Chạy về, chạy về. Trời ơi.